Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập body. Hôm nay mình sẽ làm bài này. Thì video này mình sẽ dựng trên phần mềm AutoCAD trước ha. Rồi video sau mình sẽ dựng trên SolidWorks để các bạn so sánh giữa hai cách dựng ha. Thì đối với cái bản vẽ này, các bạn làm sao mà khi mà vẽ đừng có nhìn vào cái hình body này nhiều quá. Tốt nhất là nên đừng nhìn vào hình body. Làm sao mình luyện cách đọc bản vẽ, mình nhìn cái hình 2D thôi ha. Tốt nhất là đừng nhìn cái hình 3D. Rồi thì cái bản vẽ này mình thấy nó cái độ khó nó thì ở mức trung bình thôi. Nó không khó, chỉ là nó luyện cho mình cái cách nhìn hình. Thì đây có một số cái nó trong góc vẽ, có số cái rất là hay, nên là mình chia sẻ với các bạn cái hình này. Rồi, thì mình nói lại luôn, có mấy bạn hôm trước là hỏi làm sao để mà dựng ở trên dựng 3D trên AutoCAD một cách nhanh chóng á. Thì đầu tiên mình phải đọc bản vẽ ha. Làm sao mình phải đọc được tốt cái bản vẽ. Cái thứ hai là mình hiểu được cái nguyên lý mà mình dựng cái hình ở trên AutoCAD. Thì đối với phần mềm AutoCAD thì các bạn phải nhớ rằng các bạn phải dựng được cái biên dạng 2D, phải tưởng tượng được cái biên dạng 2D của cái mô hình 3D đó. Mình phải vẽ ra biên dạng 3D và mình kéo cái khối nó lên và mình lắp ghép chúng lại với nhau. Mình di chuyển dùng những lệnh mô, copy, mirror gì đó, mình di chuyển từng khối mình ghép lại với nhau, nó mới ra được cái mẫu chi tiết hoàn chỉnh ha. Còn đối với trên SolidWorks thì mình dựng nó đơn giản hơn. Trên CAD thì những cái lệnh nó thủ công, còn SolidWorks thì nó những cái lệnh nó đã tự động hơn ha, tự động hóa hơn, nên là vẽ 3D trên AutoCAD thì nó sẽ khó hơn trên SolidWorks. Rồi với cái hình này, đây là cái hướng chiếu thứ ba ha. Các bạn, mình sẽ nói lại cái hướng chiếu cho các bạn luôn, để một số bạn không rõ cái hướng chiếu. Thì với cái hướng chiếu theo tiêu chuẩn Việt Nam là khi mà chúng ta có hình chiếu đứng nè, thì khi mà chiếu qua hình chiếu cạnh thì ta nhìn từ hướng bên trái, ta nhìn từ hướng bên trái này, ta lật qua đây, là mình lấy cái hướng nhìn bên đây mình lật qua đây, đã ra cái hình chiếu cạnh. Và cái hình chiếu bằng ở dưới đây là mình nhìn từ trên nhìn xuống. Đấy, mình nhìn từ trên lên xuống và ra chiếu bằng. Đó là cái góc chiếu thứ nhất. Còn đối với cái hình này, nó đang chiếu ở cái góc chiếu thứ ba. Tức là để có cái hình chiếu bằng này thì mình không nhìn ở trên xuống, nhưng mà mình nhìn ở dưới lên. Đó, giống như là mình chụp cái tấm hình ở mặt dưới của cái hình chiếu đứng này, mình trải ra là ra cái hình chiếu bằng. Nha. Rồi tương tự bên đây, cái hình chiếu cạnh thì nó chụp lại cái cạnh ở bên phải này nó trải ra. Còn đối với góc chiếu thứ nhất thì nó chụp ở bên đây nó trải ra. Đấy. Mình nói sơ, còn các bạn nào mà chưa hiểu thì nên lên mạng gõ cái góc chiếu góc chiếu thứ nhất và góc chiếu thứ hai. Thì góc chiếu này là nó thuộc cái tiêu chuẩn của bên Mỹ nè, Nhật Bản và Hàn Quốc ha. Bản vẽ này là bản vẽ của Hàn Quốc nè, nên nó đang chiếu theo góc chiếu thứ ba. Rồi, với cái bản vẽ này, để vẽ trên AutoCAD thì các bạn thứ nhất là để ý ha, đây nó có những cái đường tròn, đây nó có hai cái trụ tròn nè, mình phải vẽ là cái biên dạng nó để mình lấy cái kích thước tương đối, để khi mà dựng 3D thì mình sẽ di chuyển dựa theo cái kích thước tương đối ha. Đó là cái cách mà mình dựng. Còn có những người á, người ta thích dựng theo cái kiểu là người ta nhìn vào hình, người ta thấy cái gì người ta dựng cái đó, là nó dựng vẫn được nhưng mà nó sẽ tốn thời gian hơn ha. Nên là ở đây mình hướng dẫn các bạn cách là mình phải vẽ nhanh lại cái hình 2D. Đương nhiên là không phải vẽ hết ha. Các bạn vẽ làm sao, các bạn phải mỗi lần mà các bạn dựng một hình thì các bạn phải rút ra cho mình một cái kinh nghiệm là giả sử như các bạn vẽ này, ta thấy nó có là 2, 4 cái chục cái lỗ, có chục cái lỗ khoan này, thì thực chất mình chỉ cần vẽ là một lỗ, vị trí của một lỗ. Rồi khi mà mình extrude cái ba, mình extrude, mình cắt đi cái lỗ này, thì mình chỉ cần bắt tùm ra, dùng cái lệnh array ra là được, không cần phải vẽ 3D lại hết 10 cái lỗ này. Đó là một cái ví dụ. Rồi những cái nét khuất mình cũng không cần phải vẽ lại. Ở đây mình vẽ những cái khối cơ bản. Giả sử như hình chiếu bằng này, ta thấy nó có khối 25 này, ta vẽ ra khối 25 và ta thấy khối trụ này nó cách đây 45. Đó, ta vẽ những cái gì mà mình thấy nó đặc trưng của cái chi tiết thì mình vẽ ra. Để mình lấy những cái vị trí tương đối này thôi. Rồi bắt đầu ha. Thì với cái này mình sẽ vẽ lại nhanh những cái nào mà mình thấy cảm thấy nó có thể dựng 3D được ha. Rồi đây nó cắt theo cái section A này, nó cắt bậc ha. Các bạn thấy nè, nó cắt đây. Đây là ký hiệu cắt bậc nè, nó cắt đây cho mình thấy được cái vị trí ở giữa. Nên ở đây nè, cái khúc này nó không có mặt cắt. Khi mà khúc này nó không có mặt cắt thì suy ra là ở giữa này là nó trống ha. Đó. Các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy nó rối ở khúc này. Các bạn thấy cái R35 này không? R35 đây. Đấy. Và trên đây các bạn zoom to lên là các bạn thấy có đường nét đứt nè, rồi đường nét thấy nè, rồi nét đứt. Rồi ở đây cái R35 nó cắt xuống đây nè. Khi mình chiếu qua đây thì nó cắt xuống đây, mình thấy cái nét đứt ở đây. Mà ở trong cái rãnh của cái chân chi tiết nè, mình không thấy cái nét thấy của R35. Thì cái đó mình suy ra là cái R35 này nó đã cắt, nó đã trừ khối này đi. Nó trừ cái phần này đi ở giữa ha. Nên là mình chỉ thấy được cái nét đứt ở khúc này, còn khúc này không thấy được ha. Nếu mà nó vẽ vào cái R35 nè, nếu mà R35 này á, nó extrude vào tới vị trí này
thì ở đây nó sẽ thấy cái nick thấy, còn đây nó không attribute vào mà nó cắt ra. Đấy, nên các bạn cẩn thận, khúc này là nhiều người sai. Nhiều người cứ nghĩ là cái biên dạng sau ở đây, biên dạng này là người ta vẽ là biên dạng này, người ta attribute thẳng vô là sai ha. Ở đây nó không attribute thẳng ha, mà nó cắt ra. Đấy, rồi mình làm nhanh cái này ha. Rồi, mình qua cái mở cái bản vẽ lên. Thì khi mà mình dựng 2D thì mình nên để lại là AutoCAD Classic. Thì cái môi trường này hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn add vào. Nếu bạn nào chưa có cái AutoCAD Classic này thì xem lại cái video trước mình ha, mình đã hướng dẫn cách add vào và cách tạo ra một cái môi trường. Ở đây mình tạo sẵn cái môi trường 3D này, mình lấy ra những cái lệnh 3D sẵn rồi ha. Rồi cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái lệnh tắt cho những cái hướng nhìn này, mình không cần phải click trên đây cũng được, mình chỉ cần bấm vào trên cái bàn phím là nó sẽ nhảy ra hướng nhìn cho mình. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi video này mình sẽ dựng cái này. Rồi mình để sang cái chế độ Classic nè, Ctrl 0 mở rộng cái bản vẽ ra. Ctrl 0. Thì đây, mình sẽ chọn cái hình chiếu này mình vẽ trước. Đây 125. Mình dùng cái lệnh Red ha. Red nè, vẽ chữ nhật 100.25. Rồi cái cung tròn này là phi 45, cách cái đáy này lên đây là 45. Rồi C nè, TK từ vị trí đáy này lên đây là 45. Rồi Enter lấy điểm đó. Nhớ cái nút Enter là các bạn dùng nút Space ha. Rồi đây là 45D, 45. Rồi khoảng cách này vào đây là 5 ly. Thì đây, mình có thể dựng một cái đường tròn R5 để lấy cái điểm giao. Xong rồi dùng cái lệnh Line nè. Tan, bắt vào, nhập tan, bắt tiếp tiến, xong rồi nhấp vào cái chỗ giao. Xong rồi xóa đường này đi. Thì trong lúc vẽ các bạn làm sao mà đừng có quan trọng hóa cái lệnh. Làm sao mình vẽ càng nhanh càng tốt. Đừng có nghĩ là chỗ này phải dùng lệnh này, chỗ kia phải dùng lệnh kia. Các bạn cứ suy nghĩ tới cái lệnh nào được thì các bạn vẽ ha. Nó tạo thành một cái thói quen cho các bạn. Đừng có quan trọng là mình thuộc cái lệnh này là mình phải áp dụng cái lệnh này hay kia đó. Rồi ở đây mình sẽ vẽ cái tâm này để xác định cái lỗ khoan này ha. Lỗ khoan 14 này. Đây là phi 36. Rồi nó xem lấy cái đường tâm đó đi. Chọn cái đường tâm dễ nhìn ha. Rồi tìm nó đi. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái cung R35 này luôn. R35 này thì ở đây là nó cùng tâm với lại cái phi 45 ha. C nè, D không, C, R35 luôn ha. 35 mà A nữa, đổi thức tính. Rồi 32, đổi sang layer đây này. Rồi mình trim đi, chọn cạnh này, trim này đi, giữ lại cái đường này ta. Nét quốc nè, vẽ nét quốc ra mình cho nó là nét quốc. Thì đây là cái lệnh của clip kết ha, các bạn xem vào video trước đẹp à. Rồi ở đây mình xác định một cái lỗ thôi. Rồi xíu nữa mình dựng 3D rồi mình array ra ha. Một cái lỗ này là M4 thì các bạn tra trên cái bảng. Các bạn lên mạng tra bảng ha. M4 thì cái lỗ khoan là 3.3. 3.3. Đây là M4. Khi mà muốn có được cái lỗ ren này thì mình phải khoan, dùng cái mũi khoan 3.3 để khoan cái lỗ. Xong rồi mình taro ha. Ở đây cái ký hiệu nè, M4 0.7 này là cái taro cái bước là không, cái bước ren là 0.7. Và cái 6H này, H này là chữ 2 á, là cái chiều cao, cái chiều mà nó taro vào. Chỗ này nó có ly nè, vào 6 ly, taro vào 6 ly thôi. Khoan là 10 ly, taro vào 6 ly.
Đây là 8 ly nè. L, T, K. Từ đây còn đây là 8 ly. Enter. Nên đây là 17 nè. Đây. Rồi. Đây tương tự. T, K vào đây là 8. Enter. Rồi, tìm nha. Rồi. Ở cái hình này, mình chiếu từ đây chiếu qua. Ở đây các bạn để ý nè. Và để ý cái hình này, cái cạnh ngay chỗ cái gân này. Ở đây nó có cái gân. Đây, cái đường gân đây. Cái gân này nó bắt từ cái mặt đầu. Nó bắt từ cái mặt đầu của cái khối trụ này luôn. Nên là cái đoạn này nó phải. Ở đây nó cái gân này là cái độ dài là 5 ly. Nên là ở đây nó phải cắt ra, nó phải làm một cái đoạn 5 ly để nó trim đi. Tại vì nếu mà để cái này là cái cung tròn thì mình sẽ không vẽ được cái gân này. Đó, cái gân không vẽ được cái gân này. Cho dù là trên két mà số lý quạt thì mình cũng không dựng được cái gân này ha. Nên là ở đây nó phải cắt đi cái đoạn này. Thì xíu nữa tới cái phần gân là mình sẽ nói. Rồi cái phần này mình chiếu qua. Từ đây mình offset ra 25 nè. Offset ra 25 là xác định cái mặt đầu này. Offset 25. Rồi phá khối này đi nha. Yes. Rồi, từ đây. Cái mặt đầu này là 45 thì mình vẽ nó 45 luôn. Rồi sorry cái này. Rồi có mặt đầu rồi, từ cái mặt đầu này đi vào là 35. Rồi vẽ xuống. Rồi offset là 8 ly. Rồi ở đây mình đem là cái khoảng này có bao nhiêu ha. Rồi 2 ly. Cái này ban đầu mình đón vẫn được, nhưng mà không có kích thước thì mình nên dựng theo cái kiểu này. Đừng nên đón ha. Rồi cạnh này thì đơn giản như vậy thôi. Cái hình này đơn giản như vậy thôi, mình chỉ cần dựng như vậy. Rồi dựng cái gân nó vào nữa là ok. Thì cái gân ở đây, đoạn này là R10. Cái tam nó nằm trên đường này ha. Thì C nè, TK nè. Từ đây xuống đây là 10 ly. Enter. 10. Rồi ta dùng cái lệnh like, tan. Like ha. Tan. Rồi nhấp vào đây và nhấp vào điểm này. Kim đi. Rồi, ở đây mình nên sửa tại đây luôn. Để không hồi nên dựng 3D sẽ sai ha. Đây mình dựng một cái đường thẳng. Mình offset mỗi bên là 2.5. Đây là cái đoạn của cái gân. Để mà vẽ được cái gân này mình phải nối lại cái đoạn này nè. Mình phải trim đi. Trim đi cái đoạn này. Đấy, ở đây nó phải là một cái đoạn thẳng. Để xíu nữa mình vẽ gân nó mới đúng à. Thì khi mà ở đây đoạn thẳng mình chiếu qua thì ở đây nó sẽ là nó lên như thụt lên một xíu. Cạnh này thụt lên một xíu nè. Rồi số này mình vẽ lại ha. Mình phải vẽ lại cạnh này. Nếu mà các bạn không tin thì các bạn cứ để như vậy và dựng thử cái gân sẽ không được ha. Rồi C, TK nè. Xuống đây là 10 ly. Rồi, mình like, tan. Nhấp vào điểm này. Rồi, bây giờ cái gân mình nói đúng á, xíu nữa mình dừng. Rồi, các bạn sẽ thấy ha. Rồi, với hành trình đây, mình xem lại là cái đoạn này vô 2 ly đúng không? Thì mình offset này vô 2 ly. Phá khối ra. X. Offset vào 2 ly nè. Rồi, offset tiếp vào là 8 ly. Xem cái gân, từ đây vào. Rồi, mình xác định được cái gân rồi. Tiếp tục mình vẽ luôn hai khối trụ này vào luôn ha. 28, mỗi 28 và nó cắt ra là đây, từ cái mặt của cái gân này nó cắt ra 21.5. Offset này là 21.5 nè. Đấy, rồi. Đây là cái đường tâm ha. Rồi, mỗi bên qua là 28 thì mình vẽ luôn, dùng line nè. Qua đây là 28. Mình xóa đi cái thẳng dài này. Đó, mình dùng mọi cách để mình làm sao mình vẽ càng nhanh càng tốt à. Không cần phải dùng cái lệnh nào cho nó hay ha. Rồi ở đây mình dựng vào thôi, dựng vào để thấy cái vị trí tương đối của nó thôi. Đây rồi chính nè. Đây rồi chính. Đây rồi chính. Rồi, phần này là mình thấy ok à. Mình xác định cái mặt đầu này để xác định được cái vị trí này luôn ha. Thì cái mặt đầu này từ đây là nó cắt ra là 35. Offset ra là 35 ha. Rồi offset này ra là 45 chia 2. Rồi chia đi. Rồi cái đoạn này vào CTK nè. Vào đây là, vào đây 20, nó có một cái lỗ M14. Vào đây là 20 nè. Enter. CTK đứng lên 20. Enter. M4 là V3.3. Rồi. Rồi đây mình xác định một cái lỗ để hồi mình bắt tùm ra thôi. Thì cái lỗ này cách đây 4 ly, này 8 thì nằm giữa nè. Nhưng nằm giữa cách cái cạnh này là 10 ly. L, offset cái này xuống 8. Rồi L, mình dùng cái M2B ha.
nó chọn điểm này là nó sẽ lấy điểm giữa, còn vẽ ra là người ly, nó sẽ lấy được cái tâm C. Cái này là M5 thì cái lỗ khoan là 4.2 ha, 4.2 C D nè, 4.2. Ok. Rồi, ta chỉ cần dựng như vậy là có thể dựng 3D được. Rồi, sau khi ta dựng được cái biên dạng của nó, chúng ta sẽ xem ta dựng theo cái hướng nào ha. Thì ở đây, mình chọn cái cạnh này là mặt top nè. Cái này là mặt top, cái này là mặt Ron ha. Thì mình Ctrl C nó. Rồi mình chuyển sang cái môi trường 3D giống vậy nè. Mình chọn cái hướng Ron. Mình Ctrl V, mình bắt nó vào hướng Ron. Rồi về lại hướng top ha. Đây, cái này là hướng top đúng rồi. Còn cái này, cái hình này mình Ctrl C, mình cho nó qua cái hướng right hoặc left ha. Rồi, chuyển sang cái chế độ 3D. Đấy, khi chuyển sang chế độ 3D là nó có dạng như này. Rồi, ở đây mình sẽ lấy cái biên dạng cái đế nè, tạm gọi nó đây là cái đế ha. Mình sẽ trút cái đế này ra 100. Đây, lấy biên dạng này, copy ra hai hình CO nè, bằng số mấy cái rằng ria đi. Rồi, dùng lệnh Z đang vẽ cái khung nhìn 3D ha, SV kép xuống mấy chiếc ha, nhìn ta. Rồi, đây, mình EXT nó kéo ra là 100 nè. Ok, cái tiếp theo khi có cái đế này rồi, mình sẽ dựng cái gân hình này trước ha. Cái gân hình này, ở đây mình cũng copy ra hai hình, chuyển sang chế độ Run này thì dễ ha. Rồi, ở đây mình sẽ xóa đi những cái rằng ri tiếp. Xóa đi để là cái biên dạng mà mình muốn ấy ha. Rồi, ở đây xóa đi những cái thứ này, rồi mình trim này đi ha. Rồi, rét nè. Đấy, tạo cái mặt. Rồi, EG. Rồi, chuyển sang 3D. Rồi, để di chuyển vào đúng cái hình đó thì mình chọn cái gân này. Di chuyển từ cái điểm này à, mình gắn vào cái hình lúc nãy. Cái hình lúc nãy mình dựng là cái gân nằm đây nè, rồi mình chọn nó nè, CO. Rồi mình lấy từ cái cạnh này, cái cạnh tương đối này, mình di chuyển vào cái cạnh này là sẽ vào đúng vị trí. Chỉ cần mình chọn nó và EXT kéo nó ra 8 đi là nó sẽ vào đúng vị trí ha. Đây mục đích của mình. Mục đích của mình dựng những cái hình 2D là để mình di chuyển cho nhanh ha. Rồi mình UNE lại. Rồi khi có được cái hình 3D này rồi thì đơn giản ha, mình dùng CIL. Mình ra vào cái này, mình lấy cái tâm nè. Mình dựng. Ở đây là cái phi 45. Đây là D 45. Rồi mình kéo ra là 35. Ok. Rồi UNE lại. Quay chuyển qua lại những môi trường để cho dễ nhìn ha. Rồi tiếp theo ta dựng cái gì đây? Rồi có cạnh này. Rồi ta sẽ trừ khối R35 này luôn. R35 từ cái hình này ha, đè nút shift mà xoay ha, ta lấy cái R35 nè, siêu chọn cái cạnh đáy này, mình di chuyển vào cái mặt này, lấy cái cạnh này cho nó tương đối ha, nó vào đúng vị trí nè. Di chuyển cái hình này ra xíu cho nó đỡ, nó khỏi bị đấy. Khi nó vào đúng vị trí này, các bạn nhập cái lệnh CIL nè, ra vào cái đường này là sẽ thấy cái tâm. Mình chọn cái tâm đó và mình nhập vào cái đường kính là cái bán kính là 35. Đấy. Rồi mình muốn nó vào bao nhiêu thì mình chỉ cần nhấp vào cái cạnh mà nó muốn vào nè. Một là các bạn sẽ đo vẽ được cái cách 2D là các bạn đo từ cái cạnh này vô tới cạnh này là bao nhiêu để nhập. Hay là chỉ cần kéo cái hướng nào nó muốn trước tới và chọn vào cái cạnh mà nó đang đi tới nè. Ở đây mình chọn cái cạnh này thấy không? Bấm cạnh này là nó sẽ nhảy tới cạnh này thôi. Rồi, mình xuống đi. Spread chọn cái khối nè. Chọn này trừ đi. Đấy. Rồi, mình xóa đi cái đường kia. Tiếp theo cái này là nó fillet. Đây, ở đây nó fillet cái cạnh này là R10 nè ha. FR10. Chọn cạnh này, enter, và chọn cạnh bên đây. Rồi, nó fillet ra. Rồi, những cái cạnh này là nó fillet R2 nè. FR2. Ở trong AutoCAD thì cái việc fillet nó sẽ mình ghét nhất là fillet ở trong AutoCAD ha. Như một cạnh này. Ok.
mình mới được lỗ ra. CIL. À, ở đây các bạn để ý, nếu hồi nãy là dùng cái lệnh là ở đây lúc nãy là mình đã cắt đi, chừa cái cạnh này lại là 5 ly để vẽ cái răng, nhưng mà cái hình này là mình đã dựng bằng cái lệnh là CL là tạo ra một cái khối trụ rồi, nên là xíu nữa mình trừ khối đi sau vẫn được ha. Không thì các bạn cứ lấy cái viên dạng này vào và trút thì mình sẽ chỉ các bạn cách mà các bạn trừ đi ha. Rồi dùng tiếp lệnh CL để vẽ cái lỗ này. Cái lỗ này là phi 25 D25. Rồi cứ kéo cho nó qua khỏi cái chi tiết. Rồi subtract đi, chọn đối tượng enter, chọn cái này trừ đi. Rồi delete. Cái này là chamfer nè, chamfer cái cạnh lỗ này là 2x45 nè. CHA. Rồi chọn chữ D, nhập vào 2, enter, 2, enter. Rồi chọn qua cái mặt này, enter. Chọn cạnh này, đấy. Mỗi mặt là chỉ được chọn một cạnh ha, nên là hai cái mặt này khác nhau, mình phải chọn hai cạnh khác nhau. Chọn hai lần. Rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ trừ để vẽ cái gần này cho các bạn xem ha. Đây, mình sẽ trừ cái khối này đi. Thì mình vào cái mặt Ron nè. Mình lấy lại cái dạng này, ở đây, cái dạng này. Thì mình vẽ lại nè, vẽ lại cho bạn xem. C, mình dựng từ tâm, dựng trùng lại cái đường tròn ấy, nó sẽ ra được cái biên dạng mà mình muốn trừ khối này nè. Mình dùng cái lệnh DO, enter, đây, enter. Rồi xóa đi đường tròn này đi là mình sẽ chọn được cái cung này. Đó, thì cái lúc này nó tạo, khi mà các bạn vẽ 3D trên chat á, cái tạo vùng vẽ nó hay nhảy ở một cái vị trí xa cái hình này, nhưng mà không sao ha, các bạn có thể di chuyển vào, do là cái cách đây, các bạn chọn ngay tâm và di chuyển vào đúng cái tâm này. Đó, trong cách khi dựng 3D nó hay gặp những trường hợp đó các bạn. Chú ý nha. Rồi các bạn phải di chuyển vào hình nè. Rồi seal, chọn hình này và chọn cái tâm nè. Đây các bạn gắn vào cái tâm này. Rồi bây giờ nó đã nằm đây nè. Đấy EST. Mình kéo nó vào. Mình kéo nó vào bao nhiêu EST nè. EST. Lúc nãy mà mình lấy cái biên dạng bên đây, mình kéo khối thì nó sẽ dễ hơn ha. Mình khỏi phải trừ. Thì ở đây mình sẽ kéo nó vào tới cái cạnh này. Mình chỉ cần nhấp vào cạnh này thôi, cái cạnh biên nè. Nhấp vào cạnh này. Đây là nó đã vào tới cạnh này ra. Đấy, mình chỉ cần nhấp vào cạnh này là nó sẽ rút tới. Rồi mình dùng cái lệnh show đi. Show này, chọn đối tượng này, enter và border. Đấy, nó sẽ cắt đi cái phần này cho mình. Thì ban đầu các bạn nên lấy cái biên dạng, lấy biên dạng này trước. Đỡ phải đỡ cái công đoạn mà các bạn cắt đi ha. Rồi khi mà cắt đi xong, đây các bạn bắt đầu di chuyển cái đường này vào cho mình. Kim nè. Chuyển sang cái hướng nhìn vai. Kim lấy cái vòng này ha. Rồi, lấy cái vùng này, red nè, tạo mặt phẳng nè. Đây, nó tạo mặt phẳng này. Khi mà tạo mặt phẳng này xong, chuyển sang hướng 3D. Các bạn chọn mặt phẳng này và seal nó. Thì đây mình chỉ các bạn cách di chuyển, nhanh nè. Các bạn chọn cái cung tròn này, seal. Rồi chọn cái tâm. À, cái tâm này nó sẽ không nằm đây ha. Đây, chuyển sang mặt right lại. Thì cái tâm này lúc bây giờ do cái cạnh này mình đã cắt nó lên một đoạn của cái đoạn mà mình làm cái gân, nên là cái cạnh này nó không còn là cái mặt của cái đường tròn nữa, nên là mình phải offset xuống theo cái đường tròn này. Đây cái đường tròn này là phi 45 thì mình offset xuống là 45 chia 2 để mình lấy cái tâm ha. Đây, đây là cái tâm. Rồi khi có cái tâm rồi mình không cần phải di chuyển đường tròn nữa. Seal nè, chọn ngay chỗ cái vị trí tâm nè. Rồi gắn vào cái vị trí tâm này. Lấy cái tọa độ tương đối ha. Đây, gắn vào đây. Đây nó đã vào đúng vị trí. Rồi khi nó vào đúng vị trí rồi mình chỉ cần phải trút nó. Này, EXT nè, chọn cái mặt phẳng mình mới vừa di chuyển vào, mình trút ra là 5 ly. Rồi, mình chọn nó, mình di chuyển ngược lại là 5 ly. À, 2.5 chứ. 2.5 cho nó nằm giữa. Rồi, bây giờ mình mới UNI lại. Đấy, rồi trải ra mình xem lại ha. Đấy, nó tạo ra cái cạnh này như vậy mới đúng. Còn các bạn mà khi nào các bạn mà không cắt cái cạnh này mà để luôn cái cung tròn này á, thì các bạn sẽ cái khúc này nó sẽ hở ha. Khúc này nó sẽ bị hở. Rồi. Tiếp theo, có gần rồi, bây giờ chúng ta sẽ khoan lỗ cho nó. Rồi để khoan cái lỗ. Đây khoan lỗ này, mình sẽ chọn mặt top, rồi mình vẽ biên dạng lỗ này ra mình gắn vào ha. Top này. Thì ở đối với trong AutoCAD thì mình sẽ không dựng được cái ren của nó ha. Sử dụng quạt sẽ dựng được ren. Thì hôm sau video sau mình sẽ dựng cái ren trên sử dụng quạt cho các bạn xem. Thì cái lỗ này là M4 là phi là 3.3, độ dài là 10 và ở đây mình chọn cái lỗ khoan là 3.3 sâu và 10. Còn cái đoạn ren 6 ly này mình không vẽ. Không vẽ được ha. Rồi, ở đây mình dựng ra một cái đường tròn. Đây, 3.3 nè. Rồi, lấy cái điểm này mình vẽ vào là 10. 10 ở đầu sau. 3.3. Rồi mình vẽ cái tâm cho nó.
rồi cái cạnh này mình quay là rồi tay nữa, rồi quay nó một cái góc là -30 để nó hợp với cái góc này một. Đấy, khi mà cái góc này hai bên này mirror qua cái góc này hợp là 120 độ mới là chính xác ha. Rồi nói lại, dùng cái lệnh là red reason tạo một khoảng xong rồi revolve nè, chọn đối tượng enter, chọn cái trục xoay rồi nhập là 360 ha. Rồi chuyển sang chế độ 3D. Khi mà dựng được cái khối này rồi, mình di chuyển vào chọn cái tâm nè, mình di chuyển vào đúng vị trí này đấy, rồi chọn nó seal, mình di chuyển tương đối từ cái tâm của hình đường tròn này cho tới cái tâm này. Ok, rồi bây giờ mình array ra rồi mình stretch nè, stretch nè, rồi chọn đối tượng nè, chọn nó và AR, chọn cái view. Rồi ở đây mình chọn cái tâm xoay nè, rồi mình nhập vào cái chữ y enter, mình nhập đối tượng là 8 lỗ enter. Rồi khi dùng cái lệnh array với phiên bản 14 trở lên thì các bạn phải phá khối cái lệnh array này ra, các bạn mới trừ thôi. Is enter. Rồi nó từng đối tượng riêng lẻ rồi, chọn vào khối mình xoay nè. Rồi bây giờ show, chọn đối tượng enter và qua đen hết tất cả, đây nó là tạo ra lỗ cho mình nè, tạo ra lỗ khoan cho mình. Rồi tiếp theo, rồi với cái lỗ trên đây, với cái lỗ trên đây thì mình di chuyển như sau, mình chọn nó ha, chọn cái lỗ này seal từ cái tâm, cái này cũng là tâm nè. Plus lại nè, nhập là -20 nó mới quay ngược lại ha. Đấy. Và ở đây mình muốn cái đối tượng -28 đúng rồi. Rồi, mình bấm vào, ở đây nó hiện lên ha. Round nè, đây mình chọn là 2. Thank you.
show nó đi. Rồi mirror bấm được. Mirror qua. Mời nè. Chọn cái tường. Qua đen. Ok. Rồi tiếp theo cái lỗ bạch CL. Rồi D enter 14. A enter. Kéo nó hướng xuống và cắt xuống là 5 ly. Rồi mình cũng mirror qua giống nãy. À, có thể chuyển sang cái chế độ này cho dễ nhìn ha. Mirror nè. Rồi trừ khói đi. Chọn cái tượng lên trên. Qua đây. Đấy, nó đã tạo ra được lâu rồi. Rồi bây giờ fill ghép cái này lại là 2 ly. FR2 nè. Bốn cạnh nè. Chúng ta đã hoàn thành. Xem lại coi nó còn thiếu sót gì không ạ. Thì mình làm rất là chậm cho các bạn có thể làm theo. Đây là một trong những cách mà mình dựng 3D ha. Thì mỗi hình nó sẽ có một cái cách dựng khác nhau. Quan trọng là cái cách các bạn mà di chuyển để mà ghép hình sao cho nó hợp lý và nhanh nhất ha. Rồi hình hôm nay này ok. Rồi hôm sau mình sẽ dựng 3D trên Solid cho các bạn xem. Thì dựng 3D trên Solid nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều lần ha. Thì với những cái lỗ mà nó khoan trong đây để thể hiện ren trên bản vẽ, thì khi mà xuất bản vẽ các bạn phải vẽ thêm ren cho nó ha. Chứ ở trên AutoCAD này mình sẽ không xuất được cái ren. Chỉ có trên Solidworks mình xuất được thôi. Rồi ok. Hẹn lại các bạn trong video sau.